Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền ạ. Vâng, đây là một cái em nồi cơm 0,54 lít mà Đồ Nhật Thanh Huyền giới thiệu các bác, cơm rất là ngon, đến từ thương hiệu Tiger con hổ ạ. Về mã là JKO gạch ngang G đó, và đời sản xuất của em nó rất là cao, đời 2018 các bác nhé. Chúng ta nhìn thấy 13 nén trừ này, sản xuất tại Nhật Bản luôn, made in Japan luôn. Một cái em nồi cơm và công suất là 705W. Với công suất này chúng ta chỉ cần cắm qua cái bộ đuổi nguồn tối thiểu 1000V trở lên là chạy thoải mái rồi. Dây thì dây điện là dây hít cắm rời bên ngoài, rất là tiện sách đi cho chúng ta luôn. Là một cái em nồi cơm nguyên bản đến từ thương hiệu rất là đỉnh đám luôn. Có cả chế độ nấu cơm cháy các bác nhé. Đây là cái chế độ nấu cơm cháy mà Đồ Nhật Thanh Huyền vừa chỉ cho các bác. Bật nút nấu luôn. Thời gian ở đây nồi rất là nguyên bản, cơm cháy, gạo lứt, cháo đó, xôi, cũng như là nấu cơm ngon, nấu nhanh rất rất nhiều luôn cho các bác. Hầm ủ cơm để 1-2 ngày cũng không lo bị ôi thiêu các bác nhé. Đấy là về hình thức bên ngoài, chúng ta xem không hề có mọc méo gì hết. Và chúng ta xem là nội thất ở bên trong đây, một cái song rất là dày. Đây là một trong những cái dòng song nồi nửa lít dày trong về các hãng các bác nhé. Dày tận 5 lớp liền các bạn, chúng ta nhìn thấy đây, thủ cua này, đúng, dùng như là cái nồi nồi gang nghe. Đó, dày 5 lớp cực kỳ là dày luôn. Bác nào muốn ăn cơm ngon thì không nên bỏ qua cái em này. Lại có cái chế độ cơm cháy nữa. Tất nhiên là cơm cháy đấy chỉ là hơi xém xém vàng thôi. Đấy, đây thì Đồ Nhật Thanh Huyền một tay cầm điện thoại một tay lấy ra này, sẽ hơi khó cái phần nắp này, chúng ta sẽ lấy xuống xem này. Doang rất là đẹp luôn này, không có bị vàng ố gì hết hay đứt rách gì hết luôn, cực kỳ là đẹp. Đấy, bên trong cũng rất là trắng sáng luôn, vì dùng không là nhiều các bạn. Nếu như mà chủ cũ họ dùng nhiều cũng như là họ hay nấu gạo lứt đấy các bác, thì là bên trong nó sẽ bị vàng nhiều hơn. Đấy, và em này thì đời cao, nấu hoạt động hoàn hảo, tất cả các chức năng, có thêm vào chế độ nấu cơm cháy đến từ thương hiệu đình đám Tiger này. Thì Đồ Nhật Thanh Huyền đang để giá là bao nhiêu? Giá chỉ với là 1.200.000 đồng cho các bác. Tất nhiên là giá này luôn luôn có bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác luôn. Ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Một em nồi cơm đời rất là cao luôn đấy ạ. Rồi, và ngoài mẫu nồi chai Đồ Nhật Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu nồi cơm 0,54 lít cũng như là 0,63 lít khác nữa đến từ các thương hiệu khác. Mời các bác liên hệ theo số điện thoại có phải màn hình chúng ta đang thấy 0936811346 qua Zalo hoặc là qua điện thoại đều được hết. Đó. Đây. Cắm điện vào thì nồi đang nhấp nháy, cái đèn này chính là cái đồng hồ của giờ, chúng ta không muốn nhấp nháy, chúng ta có thể chỉnh về giờ hiện tại Việt Nam mình luôn các bác nhé. Đó. Ấn nút giờ, xong giờ ấn nút phút này, chỉnh phút này. Nhìn nó hơi bị lóe thôi chứ thật ra nó không bị mất nét đâu các bác ạ. Vì ánh sáng ở bên ngoài cửa vào nó đang hơi nhiều. Về đúng giờ hiện tại Việt Nam mình luôn. Rồi. Và chúng ta ấn nút menu. Và là giữ lại được cái giờ hiện tại của Việt Nam mình. Nó bằng tính cái chế độ nấu eco tiết kiệm điện. Chúng ta việc ấn nút nấu thôi, hoặc chúng ta có thể chỉnh về cái chữ trắng màu vàng này là chế độ nấu ngon. Bên cạnh đó là chế độ nấu nhanh. Hoàn toàn là có sẽ có bạn dịch tiếng Việt cho các bác, cũng như là đi kèm video hướng dẫn sử dụng cho các bác sử dụng. Chúng ta không biết tiếng Nhật chúng ta vẫn thể sử dụng được nồi cơm từ Nhật Bản luôn các bác nhé. Chế độ nấu cơm cháy đây. Đó, và ấn nút nấu luôn. Và bác nào đã ưng ý em nói rồi thì hãy mau chóng bốc máy lên liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại chúng ta đang thấy góc phải màn hình, Zalo, và có thể là chúng ta có đến mua hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 113, ngõ 114 đường Hậu Hải, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hoan nghênh các bác liên hệ qua Zalo hoặc có thể là đến mua hàng trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền. Các bác thấy video hay, hữu ích thì chúng ta hãy ấn nút like, thích hoặc là ấn chia sẻ để gửi tới toàn thể tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.